Các bạn ha, thì trong video này mình sẽ nói sơ về một số cái kiến thức cơ bản đơn giản về cái lập trình assembly cho dòng vi điều khiển ha, dòng vi điều khiển 8051. Thì cụ thể mình sẽ dùng là con 89C52 ha, đó, 89C52. Thì lập trình assembly cho 8051 thì thật ra nó gần như là y chang như lập trình assembly cho con 8086 mà mình đã học đó. Tuy nhiên là cái câu lệnh nó có thể nó sẽ viết khác thôi, cái opcode đó, cái mã lệnh đó, nó viết khác thôi, chứ còn về ý nghĩa thì gần như là y chang các bạn ha. Rồi thì có một số cái lưu ý thì mình cũng muốn chia sẻ các bạn thôi. Thứ nhất là về cái cấu trúc chương trình đó, ở dạng đơn giản thì mình chỉ các bạn như sau. Mình sẽ viết bằng phần mềm KLC ha, KLC cho 8051 ha. Thì sau khi các bạn cài đặt xong thì nó sẽ như thế này. Thì cái cấu trúc nó rất là dễ thôi, nó sẽ bắt đầu bằng chữ ORG, vẫn là original ha, và cái địa chỉ nó sẽ luôn luôn bắt đầu là 00 hexa ha, lại luôn luôn bắt đầu 00 hexa. Còn đối với con CPU 8086 á, thì vì cái vùng bộ nhớ RAM của nó sẽ dùng cho nhiều mục đích, vì vậy cái địa chỉ origin nó mình sẽ nạp, mình có thể chọn bắt đầu bằng cái địa chỉ thứ bao nhiêu thì tùy mình. Còn đối với dòng vi điều khiển thì đa số cái dòng vi điều khiển thì gần như là cái địa chỉ bắt đầu nó luôn luôn là bắt đầu từ 00, nằm trong cái bộ nhớ ROM, nằm trong bộ nhớ ROM ha. Rồi thì bên đây chú thích thì nó cũng sẽ dùng cái thì ở đây mình thấy nó dùng dấu chấm phẩy, dấu chấm phẩy hoặc là dấu đây nó bấm như này nè, dấu chấm phẩy ha, dấu chấm phẩy là chuẩn nhất ha. Khi nào mình viết bằng C á thì mình sẽ dùng bằng dấu xiệt xiệt giống như bên C. Còn hiện tại là đối với cái assembly thì nó vẫn dùng dấu chấm phẩy để chú thích. Nói chung là nó gần như tương đồng các bạn. Các bạn cứ thử, các bạn cứ viết xong rồi các bạn bấm biên dịch chương trình đây, build nè. Thì các bạn sẽ biết được là coi nó báo lỗi hay không, thì rồi mình chạy chương trình mình coi kết quả nó có ok hay không là mình biết ha. Nhiều đây không lỗi. Rồi, thì chương trình bắt đầu từ 00 và kết thúc là ở end ha, kết thúc end, nó cấu trúc cơ bản như vậy. Rồi. Mình chỉ các bạn cái đơn giản như thôi ha, tại vì cái phần assembly cho 8051 á, cho dòng vi điều khiển này mình không có học đầy đủ ha, mà mình chỉ học một số cái cơ bản thôi để mình làm một số cái bài tập, mình hướng tới một số bài tập là được. Rồi. Tiếp theo thì mình muốn giới thiệu các bạn tiếp là một số cái thanh ghi đa dụng ha, nó hỗ trợ cho quá trình mình thực thi lệnh ha, thực thi lệnh. Thì đây nó sẽ có một số cái thanh ghi đa dụng, nó cũng giống như bên còn 8086 thôi, thì bên đây nó có những thanh ghi. Thì thanh ghi đa dụng là dùng mình dùng để mình chứa giá trị, mình tính toán gì tùy mình ha. Thì nó có những thanh ghi A, hay có lúc thì nó gọi là thanh ghi ACC, thanh ghi B và 8 cái thanh ghi R ha, từ R0 tới R7 ha. Rồi. Đó, thì đây là những cái thanh ghi đa dụng mình sẽ sử dụng cho cái dòng vi điều khiển này. Mình muốn dùng để chứa giá trị gì tùy ý ha. Thì đây là dòng vi điều khiển 8 bit nên mỗi cái thanh ghi này có kích thước là 8 bit. Một cái nữa lưu ý cho các bạn á là cái kiểu hằng số ở bên con 8086 á, thì mình sẽ ghi cái con số ra, không có cái ký tự thăng ha. Nhưng đối với bên con vi điều khiển này á, thì các bạn muốn thể hiện con số thì các bạn phải ghi thêm cái ký tự thăng ở phía trước cái hằng số mà mình muốn thể hiện ha. Đó, ví dụ như chỗ này mình muốn xuất cái giá trị là 0F, vẫn là hexa ha. Cái cách xài thể hiện con số thì vẫn giống ha. Đó, cách thể hiện số thì vẫn giống, thì cũng có ba cách thể hiện con số ha, binary, nhị phân, rồi thập lục phân, giống như bên con 8086 luôn. Tuy nhiên là nếu mà để thể hiện hằng số thì nhớ thêm dấu phân thì cái ha, thêm dấu phân. Rồi đây ví dụ như là số hexa thì nó kết thúc bằng cái chữ H. Rồi thì cái này là mình di chuyển cái con số 0F ra cái thanh ghi B1 ha, thanh ghi B1 đó. Thì ở đây đây trong cái phần assembly này mình cũng chỉ các bạn luôn, sẵn tiện mình cũng chỉ các bạn luôn là ở đây nó sẽ có hai cái bốn cái thanh ghi về cái bọt á, mình cần quan tâm là bọt B0, B1, B2, B3 đó. Thì sẽ liên quan tới bốn cái thanh ghi này, bốn cái thanh ghi sẽ liên quan tới cái ngoại vi, cái xuất cái dữ liệu mở ra hoặc là đọc cái dữ liệu mở vào ở đây ha. B0 nè, B0 thì gồm có 8 8 8 chân từ B0.0, B0.7, B2 nè, B3 nè, B1 nè. Đó. Thì để xuất giá trị ra ra ngoài á, xuất cái điện áp ra bằng 5V hay là 0V á, thì mình sẽ ghi dữ liệu vào trong cái thanh ghi
tương ứng ha, ghi B tương ứng B0, B12, B14 gì đó ha, ghi vô đây thì nó sẽ xuất cái dữ liệu vào đây cho mình ha. Ok ha. Rồi thì mình sẽ lấy ví dụ luôn cho các bạn xem ha. Rồi ok, ví dụ như bây giờ mình sẽ di chuyển giá trị B1 đi. Ví dụ B1 mình cho nó bằng thăng nè, 0F, 0F hết xa ha. Đó, tức là 4 bit cao bằng 0, 4 bit thấp là bằng F. Mình biên dịch chương trình. À, không lỗi ha, không lỗi tức là nó cho phép ghi trực tiếp một cái con số vào trong một cái thanh ghi B1 này ha. Ok ha. Rồi. Thì những cái toán hạng nào đi kèm với toán hạng nào á, cái cách đọc tài liệu như thế nào thì mình có một cái video khác chỉ các bạn rồi. Thì các bạn cứ coi cái video đó ha. Còn đây thì mình chạy thử thôi. Ok. Thì mình sẽ ghi chuyển B1 ra chạy thử. Đó các bạn thấy không? B1 này. Thì có phải là bốn bốn cái bit bit thấp của mình sẽ là mức mức 1 ha. Màu đỏ này là mức 1. Còn 4 bit cao sẽ là mức 0. Nè. Thì 8 cái pin này mình đã nối sẵn với 8 cái con led đây rồi các bạn thấy không? Đó thì 4 cái bit thấp nó sẽ sáng là bằng F, không F, còn 4 bit cao là không, tức là bằng không là tắt ha. Ok. Rồi thì đó là cái cách mà mình muốn xuất dữ liệu ra 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 ngoại vi ha của con vi điều khiển này, thì mình chỉ cần ghi vào cái thanh ghi tương ứng thôi. Rồi. Tiếp theo, còn ví dụ muốn dùng cái thanh ghi này thì dùng thoải mái ha, muốn gì mình dùng thoải mái. Ví dụ như mình đọc trạng thái của cái bọt B1 đi. Sau khi mình xuất ra B1 rồi mình muốn đọc trạng thái của bọt bọt B1, muốn đọc trạng thái của bọt B1 mình ghi vào trong thanh ghi A thì mình dùng cái này bằng cái này bọt B2 mình sửa thành B1 luôn ha. Thì mình sẽ ghi giá trị B1 vào trong thanh ghi A thôi. Thì khi đó mình sẽ xem được cái kết quả vào trong thanh ghi A ha. Rồi tiếp theo lệnh tiếp theo dùng lệnh move A phẩy B1 ha. Đó. Rồi bấm F7 hoặc là bấm vô đây để mình coi chương trình có lỗi không. Không lỗi ha. Không có lỗi thì mình chạy chương trình mình coi. Nhưng mà ở bên bên khi mình chạy ở đây nè, mình sẽ không thấy được cái kết quả trong cái thanh ghi A các bạn. Thanh ghi A nó chỉ nằm bên trong con chip nên mình chạy mô phỏng mình không thấy được. Thì khi đó mình có thể chạy ở trên bên đây mình thấy được ha. Bấm vô chữ nhớ biên dịch chương trình trước, không có lỗi thì mới bắt đầu mình mới vô chế độ debug, bấm như đây. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó có cái thanh ghi A này, thấy không? Thanh ghi B này, thấy không? 8 thanh ghi R nè, R0 tới R7 nè, thấy không? Đó, thanh ghi PC là con trỏ chương trình. Đó. Bắt đầu trỏ tới cái địa chỉ đầu tiên là 00 của mình nè. Đó. Rồi. Ok ha. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ chạy nè, cái mũi tên màu vàng thể hiện ở dòng nào tức là dòng đó chưa thực hiện ha. Nó giống như bên 8086 luôn. Mình bấm F10 ha, cũng là F10 bấm một cái. Rồi. Thì nó chạy được cái dòng lệnh này rồi ha. Thì nó xuất ra B1 rồi đó. Giờ mình coi thanh ghi A bây giờ đang vẫn bằng 0 ha. Mình bấm F10 cái nữa. Đó. Thì sau khi thực hiện cái lệnh này thì các bạn thấy thanh ghi A bằng 0F mình thấy không? Đó. Rồi. Thì các bạn đây là cái cách mà mình chạy debug mình xem ha. Còn đây là cái code assembly tương ứng, code assembly tương ứng thì nếu mình khai báo biến gì đó vân vân thì nó sẽ chuyển hóa thành vô chỗ này cho mình để mình coi ha. Đó. Nó ánh xạ cụ thể là cái code assembly chuẩn chuẩn nhất cho con vi điều khiển nó hiểu được á. Nó sẽ là cái gì thì nó sẽ thể hiện ở đây cho các bạn. Dừng chương trình thôi. Thì đó là cái mà mình muốn giới thiệu thêm để các bạn biết ha. Đó, rồi muốn đọc trạng thái của một cái bọt thì đơn giản vậy đó. Mình đọc vào thôi. À đây. Đối với cái này ha thì ví dụ bọt B3 đi. Là mình đang nối với 8 cái switch, 8 cái switch ha. Mình có thể bật nè, mở switch hay là đóng switch gì đó tùy mình đúng không? Ví dụ bốn cái này mình đóng switch này lại. Bốn switch này mình hở ra thì đây là cái nhãn ha, cái nhãn này đã nối sẵn tới đây cho mình rồi. Đó, nhãn nối tới, tức là bốn cái bit thấp, đây là bốn bit thấp của bọt B3 và đây là bốn bit cao của bọt B3. Bốn bit cao bọt B3 mình sẽ nối tới bốn cái switch bên đây. Mình gọi nó là B ha. Đó, là coi như là một cái ngõ vào 4 bit. Ngõ vào 4 bit ở đây là ngõ vào B. Còn này là ngõ vào A, là 4 bit thấp là ngõ vào A đây. Được chưa? Thì ví dụ như mình gạt switch đóng lại thì những cái ngõ vào A này nó sẽ nối xuống RND. Vì vậy các bạn thấy nó màu xanh tức là bằng 0. Còn những cái ngõ vào B của mình á, mình hở switch ra thì tức là những cái ngõ vào này nó sẽ nối lên nguồn, vì vậy nó đang là mức 1 và thấy không mức 1.
Thì bây giờ ví dụ vậy mình đọc cái trạng thái vào thanh ghi A đi. Vào mình đọc cái trạng thái của bọt 3, sau đó mình xuất xuất cái trạng thái ra cái bọt bọt 2 đi ha. Không không, không xuất vào thanh ghi A mình không có xem được ha, nên mình sẽ xuất ra cái bọt 2 để mình xem. Thì khi đó mình sửa cái code lại một xíu. Cái chỗ này mình sẽ đọc cái bọt 3 vào thanh ghi A. Vào rồi mình đẩy thẳng qua cái bọt 2 luôn coi thử nó cho. Ví dụ như rồi, biên dịch chương trình cho. À nó vẫn cho bạn ha, nó cho đẩy trực tiếp từ giá trị từ đây qua đây luôn. Hoặc các bạn có thể đẩy vào cái thanh ghi A để sau này mình dùng thanh ghi A để mình tính toán gì đó, để mình lấy cái giá trị trạng thái ra, đúng không? Để mình làm gì đó thì tùy mình ha. Rồi sau đó mình sẽ di chuyển cái giá trị trong thanh ghi A ra cái bột B2 rồi biên dịch chương trình. Rồi, sau đó thì nhớ đắp double click vô rồi chọn cái file head này biết rồi ha. Chọn file head của con của cái chương trình mà mình viết ra đó, đây. File head open, được chưa? Ok ha. Rồi. Còn file head thì cái chương trình này nó tạo file head như thế nào? Thì các bạn bấm vô cái dấu này nè. Dấu open for target. Rồi các bạn bấm vô cái output này. Thì ở đây nó có chỗ cái check mà read head file á, thì mặc định là nó không có check nha. Thì các bạn check vô, bạn bấm ok là được rồi đó ha. Rồi lúc biên dịch chương trình nó tự động nó tạo ra cái head file mà. Thì cái head file nó sẽ nằm ở trong cái folder là object á, nằm trong cái folder object của cái chương trình của mình đó. Đó. Thì đây vô mình thấy cái folder object, bấm vô thì sẽ thấy có cái head file. Ok rồi. Rồi ok ha. Thì cái tần số này mình dùng là 12 m nha, cái tần số này mình dùng 12 m nha. Các bạn nhập 12 m vô đây. Ok. Ok. Rồi, các bạn thấy không? Thì mình sẽ đọc cái giá trị của bọt B3 và mình xuất ra cái bọt B2, thấy không? Vậy thôi. Hoặc là khi mình có thể gạt cái này nè, mình gạt cái này rồi mình coi. Cái này là đó, các bạn thấy không? Thì nó vẫn sẽ đọc ngược lên đây. Nhưng mà code này như vậy là nó không hợp lý nha. Cái code này thật ra đúng ra là nó không không được đọc nha, nhưng mà ở đây nó vẫn đọc các bạn. Thấy không? Mình bấm cái ở đây nó vẫn thay đổi lên đây. Nhưng code này thật ra nó chưa đúng đâu. Nếu mà đúng á, ở chỗ này mình phải dùng một cái lệnh zoom. Bên đây nó cũng có lệnh zoom giống luôn. Rồi nó sẽ nhảy ngược lại trên đây thì nó mới là đúng ha. Nhảy lên chỗ này. Còn cái này mình kết thúc rồi mà cái chương trình mình nó chạy một vòng xong nó quay lại nó nạp lại cái địa chỉ đầu tiên của vùng bộ nhớ ROM á để nó chạy á, thì nó vô tình nó đúng, nhưng mà thực tế chỗ này mình phải quay lại thì nó mới đúng ha. Phải quay lại chỗ này đó thì nó mới chính xác nha. Rồi, chung đó. Đó thì từ đây nó sẽ quay ngược lại đây, xong nó thực hiện này tiếp, quay lại đây thực hiện tiếp, như vậy nó mới chính xác. Rồi thì mình chạy lại thì mình sẽ lấy cái kết quả là nó cứ cập nhật thôi. Ví dụ như mình mở lên hết ha thì nó sáng hết đúng không, mình đóng lên đây đó, bạn thấy không, nó cập nhật liền ha, tại vì nó lập, nó kiểm tra liên tục, nó đọc dữ liệu đây, nó liên tục nó đẩy qua đây mà. Ok ha. Rồi thì đó, muốn đọc dữ liệu mở vào của một bọt thì mình chỉ các bạn cách đọc, rồi muốn xuất dữ liệu ra thì mình cũng chỉ luôn rồi. Ok ha. Rồi thì sau đó các bạn rồi đó thì có những lệnh gì thì các bạn coi cái file Excel này ha. Mình sẽ xử lý trên bit nè, những lệnh xử lý trên một bit, những lệnh xử lý trên rẽ nhánh, rồi lệnh nhảy đó, rồi những lệnh chuyển dữ liệu ha, chuyển dữ liệu, lệnh move phần kia vân vân, rồi những lệnh về số học cộng trừ nhân chia, lệnh về luận lý trên byte là 8 bit đó, lệnh dịch trái dịch phải rồi đó vân vân đó, đúng không? Đó. Đó thì các bạn có thể coi cái tài liệu tiếng Việt này, hoặc là các bạn có thể mở cái web này lên, cái link web này mình cũng có cho rồi ha, thì các cái lệnh nào mình có thể coi đây. À, instruction đó, những cái tập lệnh ở đây mình có thể coi rồi mình tìm hiểu thêm, coi tiếng Việt không hiểu thì coi thêm đây, nó giải thích clear nè, mình coi thêm ha. Rồi thì mục tiêu cuối cùng của mình á, hướng tới á, là mình sẽ làm cái bài tập sau đây ha, làm bài tập sau đây đó. Bài tập 1 là mình tính tổng của hai số 4 bit ha, hai số 4 bit, tổng của hai số 4 bit ha, là mình sẽ lấy 4 bit thấp cỡ cộng với 4 bit cao của cái đây đây đó, là các bạn vẽ mạch như thế này, vẽ mạch như thế này giống của mình ha. Đó nó lấy 4 bit thấp, 4 bit thấp đây là coi như nó là một cái biến, gọi là biến A đi, 4 bit cao gọi là coi biến B đi,
mình sẽ lấy cái kết quả nó là 0001 1011 rồi đó, mình cộng với nhau thì cái kết quả mình sẽ xuất ra cái bọt ở B1 giúp mình. À, B1 này thì xuất ra dạng nhị phân thôi nha. Cái bài tập số 1 thì xuất ra dạng nhị phân. Nhị phân thì xuất ra con led này. Ví dụ như là mình ở đây mình bấm thành 1 cộng 1 bằng 2 đi. 2 đi ha. Mình cho một cái thằng ngày sáng thôi, 1 cộng 1 bằng 2. Thì khi đó nó bằng 2 thì nó sẽ thể hiện là 0010 các bạn ha. Nó là tương ứng với cái giá trị kết quả là bằng 2 vậy thôi. Đó, thì đó là cái bài dùng assembly để mình viết chương trình ha. Nhưng cái khó ở đây là làm sao để mình lấy giá trị được của bốn cái bit này là coi như giá trị của cái biến A, và bốn cái bit này coi như giá trị của biến B. Nó thì nó sẽ là bốn bốn bit cao của cái bọt B3, còn lại bốn bit thấp của bọt B3 ha. Đó. Thì cái bài toán của mình là mình lấy giá trị của nguyên cái bọt B3 là vô cái biến cái thanh ghi A là ok nè, nhưng làm sao mình lấy mình tách ra ra thành bốn bit thấp bốn bit cao thành hai hai con số, rồi sau đó mình mở cái tài liệu ra mình kiếm cái phép cộng thôi. Phép cộng thì trong cái lệnh lệnh số học gì đó ha, lệnh số học thì các bạn kiếm các bạn cộng rồi sau đó bạn xuất giá trị ra là xong ha. Cái này thì mình học 8086 mình cũng biết rồi ha, nên những lệnh này mình cũng không có nói lại chi tiết quá ha, các bạn tự nghiên cứu sử dụng lệnh này. Rồi thì đó là đối với cái bài số 1 ha. Rồi bài số 2 thì cái này không bắt buộc làm, tuy nhiên là nếu bạn nào mà làm thì sẽ được cộng điểm ha, và lưu ý là tự làm ha, tự làm và mình làm được mình giải thích được cho mấy bạn trong lớp nghe, ví dụ mình gọi lên giải thích được ok thì các bạn sẽ có điểm. Với điều kiện không dùng ChatGPT, không dùng Google ha, thì mình dựa trên những cái tập lệnh, dựa trên cái kiến thức học con vi xử lý 8086 rồi á, mình dựa trên đây, dựa trên cái tài liệu này ha mà mình viết được ok thì coi như mình sẽ có điểm cộng bằng cách là gì, gắn gắn hai led 7 đoạn để hiển thị kết quả ha. Tức là bài tập 2 là làm lại bài bài 1 ha. Bài 1 ha. Nhưng mà lúc này mình không không xuất giá trị ra led đơn nữa, mà mình sẽ này 8 led đơn, mà mình sẽ gắn gắn hai con led 7 đoạn BCD để hiển thị kết quả ha. Thì nó sẽ ra cái dạng như thế này. Tức là thay cái 8 led đơn bằng hai cái con led 7 đoạn BCD. Đó. Ở đây các bạn nhìn đây nè, ở đây có tên của mấy cái con linh kiện đúng không? Đó. Thì khi đó nó sẽ hiển thị lên đây. Đó. Ví dụ mình chạy thử thì các bạn sẽ thấy mặc định nó lên là FF, tại vì cái màu đỏ là lên mức 1 hết. Mức 1 thì bốn cái bit 1 là lên là bằng 15 á, tức là F các bạn, FF á. Thì các bạn hãy xử lý code cộng mấy cái bit này, hai cái biến 4 bit và xuất giá trị tương ứng lên trên đây ha. Thì 4 bit thì lớn số lớn nhất nó chỉ lên tới 10 15 thôi, 15 cộng 15 là bằng 30 thôi. Đó, thì nó sẽ hiển thị được số 30 lên đây ha, 30 lên đây. Rồi ok ha. Đó, thì cái bài này thì mình không bắt buộc làm ha, nhưng mà bạn nào muốn luyện về cái tư duy giải thuật thì mình làm. Ok. Rồi.